Ôi là cứ dốc lên thế này hả chị? Dốc lắm em ạ. Có dừng té nha. Mệt quá anh ạ. Cẩn thận nha, trơn lắm nha mọi người. Cố lên, tập trung vào mỗi bước một em ạ, đi từ từ thôi. Mệt thì nghỉ. Để ghép sửa đếm cho mọi người nha. Một, hai. Cố lên, cố lên. Ok. Ổn không? Ổn anh. Ổn không? Ổn anh. Hợp nhau. Ổn không cách tình yêu? Năm một. Không sao, có tôi phía sau đây. Nhưng chật chật. Cố lên, mọi người ơi, cố lên thôi. Cố lên, cố lên. Mệt thì nghỉ. Mệt thì nghỉ thôi. Đây nó cao quá. Nó cao hơn điện tử bà. Hơi dốc. Không khí loãng á. Mồi, khó thở quá. Wow, ok luôn. Hít sâu thở chậm. Ngân ơi, đi bám vào cái bờ kè này. Dạ. Bám vào đây, cái tay nó giống như đóng băng luôn chị ạ. Ừ, bám vào cái bờ kè đi cho nó chắc chân. Cố lên, cố lên. Nãy giờ quên đếm rồi. Chắc được 100 bậc rồi nào, 100 bậc. Vừa dắt nhau qua cơn mưa này. Lên đến cái hình ngang kia bọn mình sẽ nghỉ tiếp. Đường đi rất là đẹp, tuy nhiên là độ cao, okay. Không khí nó loãng, rất là loãng, cho nên là vừa mưa vừa gió vừa lốc xoáy nữa nè mọi người. Có lốc xoáy thấy không? Ok lắm nhá. Dạ vâng. Rất chi là ok. Cho nên là okay, okay. Cho nên là rất là khó khăn cho việc di chuyển. Rất chi là ok. Ở trên đây mới hợp cái gọi là hợp cái hoàn cảnh để chúng ta có thể cất lên ca hát bí mật của mình. Đi. Kìa yeah, mọi người thấy không? Là nó quẹo trái mà thấy không? Còn rất là xa nha. Ủa, tôi tưởng là tới đây luôn rồi chứ. Okay. Cô lên. Sao vậy? Sao nhìn anh lật lìa quá vậy? Anh có còn chịu nổi nữa không? Tuổi già đã ập tới nha anh. Sao mà không? Quay một lượt hai show mà hỏi sao? Sao mà chịu không có sức? Của bé người đàn ông mạnh nhất cái showbiz này. Tôi... Giờ mình chơi lớn không? Chơi gì? Mình không đi bộ nữa, mình leo đường này. Thôi em chơi nhỏ. Thôi em chơi nhỏ. Em chơi nhỏ thôi, em không chơi lớn đâu. Trời ơi, nhìn cái đường này mà leo lên được mới hay nè. Cái đó là chơi chơi dài anh ơi. Thì mình đi ở cái nơi này á, cảm giác á là nó chậm á, xong cái mình đi mình thanh thản. Ở này giống như mình đi mình trải nghiệm, giống mình vừa đi mình vừa gọi là tĩnh tâm, mình ôn lại những gì đã qua. Đi bò hay quá. Đi bò xin xin. Đi trước đi. Mọi người ơi, đi cẩn thận nha. Mình xuống ở chỗ cái eo này để chuẩn bị mình bước lên một đỉnh cao mới nha mọi người. Dạ. Lùi một bước, tiến hai bước. Trong cuộc đời phải có những cái khúc quanh co, quanh co thì mình mới lên tới đỉnh cao được. Mình mới biết trân trọng, mến yêu cuộc sống này. Anh em tôi vẫn miệt mài, vẫn bằng mọi giá, dù có sức khỏe cỡ nào cũng phải leo tới đỉnh. Quyết tâm chinh phục đỉnh Phan Xipang. Anh Giang ơi, chắc em không trụ được. Anh Giang ơi, chắc em không trụ được. Không, em. Mọi người đi. Không được, đây lại. Anh đã đi được nửa chặng đường rồi. Đây là nóc nhà Đông Dương, điểm đến đời người. Có nghĩa là đời người phải đến một lần. Cố lên. Không gì Lê Dương Bảo Lâm không làm được hết. Nóc nhà Đông Dương, điểm đến đời người. Chào anh chị. Chào anh chị ạ. Em đang quay chương trình Hành Trình Rực Rỡ ạ. Chào anh chị. Chào anh chị. Dạ vâng ạ. Chúc anh vui vẻ nha. Dạ vâng, bác ạ. Chúc bác vui vẻ ạ. Bác giữ gìn sức khỏe ạ. Dạ. Ông bà leo khỏe dạ, đấy. Cảm ơn anh. Vẻ. Ông bà khỏe quá. Dạ, con chào bác. Mệt lại chưa chị Ngân? Mệt lại rồi. Chị còn nhớ ngày ấy chị là người đã thúc đẩy bé An đi lên đỉnh Yên Tử không?
Và hôm nay Đen em ủi chị. Cô Linh, cô Linh. Cô Linh, cô Linh, Đen đã trưởng thành, đã có thể sải cánh bay cao. Chị không biết cái tin nhắn đầu tiên mà Kiếp nó nhắn cho em là gì không? Là gì? Ôi, thôi đi. Chị ơi, đừng mà. Phải nói duyên à. Em đút lót cho chị đi. Phải nói. Không, hơn cả Thúy nữa. Nói đi. Em có cho chị nói không? Cũng đâu có gì đâu, chỉ là tuổi thơ của em thôi mà. Tuổi thơ. Em muốn cưới chị, em muốn cưới chị. Em muốn cưới chị. Em muốn cưới chị. Xong chị Lily, không mà lúc đó là chưa có add friend hay gì á, còn là fan. À lúc đó em fan của Lily hả? Ghê vậy, bao lâu rồi? Đến rồi. Đến rồi. Đến rồi. Wow. Mới đến chùa thôi. Mới đến chùa thôi. Thông báo thiếu sót một tí. Về sau. Chưa tới đỉnh hả? Hello chị. Cảm ơn các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả một chương trình tuyệt vời. Cảm ơn chị. Dễ thương, cảm ơn chị. Thường xuyên theo dõi các bạn. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Chào chị ạ. Dạ. Dạ đây 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 chị thả thêm đi chị. Thả thêm. Xin chào. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Đẹp đá, dùng đá dùng đẹp ghê. Đá nền đồ đá cầu thang đá lan can. Cố lên mọi người. Đi rồi, đi tiếp không? Đi nha. Nghe nói 100 bước là lên đến đỉnh rồi. Đi thôi. Go. Cố lên. Đi thôi. Cố lên. Bích Phương lại một lần nữa dẫn đoàn tuyệt vời quá. Mọi người ơi, cố lên. Cố lên, cố lên. Sắp tới rồi mấy chị ơi. Cố lên, phê tinh. Đi rồi, tăng tốc mọi người ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, 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 lên. Tới rồi. Ngay sau đây, nghi lễ chào cờ sẽ được thực hiện. Yêu cầu quý khách chỉnh đốn trang phục để chúng ta làm lễ chào cờ. Quốc ca trên đỉnh Phan Xi Păng, lời ca ấy ôi biết mấy tự hào. Nghe âm vang nóc nhà Tổ quốc, đoàn quân Việt Nam đi vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiếng hát vang xa trên đỉnh Phan Xi Păng, tiếng hát vang xa khắp đất trời Việt Nam. Yeah! Oh my God! Yeah! Hạnh phúc quá! Đi đi! Trời ơi! Quá là đỉnh rồi! Trời ơi! Yeah! Giỏi, biết giỏi nè! Nhỏ nhưng mà đúng rất rồi. Là leo giỏi. Leo quá trời đỉnh luôn. Chúc mừng các thành viên đã chinh phục nóc nhà Đông Dương. Quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã cùng chơi.
chương trình cố gắng và nỗ lực để có thể hoàn thành chặng đường đầy thử thách này. Nơi mà chúng ta đang đứng ở đây đó là niềm tự hào của đất nước ta, đỉnh Phan Xipang. Wow. Tên địa phương của ngọn núi này là Hủa Xipang, nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh giữa mây trời với độ cao là 3.143 m. Chứng kiến lá cờ Tổ quốc được kéo lên tung bay giữa đại ngàn Tây Bắc và cất cao lời hát tiến quân ca sẽ là cảm giác vô cùng đặc biệt. Wow. Wow. Yeah. Cái đợt mình lên Yên Tử thấy không? Thấy cái mùa này không? Dạ. Ngày đầu tiên, đợt đầu tiên là lên đỉnh cao Yên Tử. Đúng. Đợt cuối cùng lên đỉnh cao Phan Xipang. Đúng. Hai đỉnh đó đều có mưa phùn và heo mây.